Lính chiến, tác giả Hồ Sơn Đài, giọng đọc Hải Yến, số 6. Đầu tháng 3 năm 1987, Đảng ủy Trung đoàn họp mở rộng, bàn việc củng cố xây dựng đơn vị và nâng cao khả năng hiệu quả chiến đấu. Hội nghị thảo luận rất sôi nổi, nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh đại đa số cán bộ chiến sĩ sẵn sàng nhận nhiệm vụ, hăng hái chiến đấu, trung đoàn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Ví dụ, việc dàn mỏng đội hình kiểu để giữ đất đã tạo điều kiện cho đơn vị vũ trang bạn đứng chân trên địa bàn ỉ lại. Lực lượng ở lại hậu cứ của tiểu đoàn nhiều không cần thiết, có nơi lên đến hơn 5 người. Mối quan hệ giữa cơ quan trung đoàn với đơn vị chiến đấu, giữa hậu cứ với các vị trí đóng quân phía trước thiếu gắn bó, hợp đồng chặt chẽ. Tình trạng uống rượu say, mất đoàn kết nội bộ, vi phạm kỷ luật diễn ra ở một số nơi. Hội nghị quyết định bố trí thế đứng chân để các đơn vị vũ trang của bạn đảm đương nhiệm vụ giữ địa bàn. Trung đoàn giải thể các bộ phận phía sau, hậu cứ, tập trung lực lượng để sẵn sàng cơ động chiến đấu. Khi phát hiện được địch là nhanh chóng tổ chức đơn vị tiêu diệt ngay. Phấn đấu sau 30 phút phát lệnh chiến đấu, toàn trung đoàn phải cơ động được. Công tác bảo đảm hậu cần quân y được tổ chức lại theo hướng phục vụ đơn vị chiến đấu tốt nhất. Mỗi trận chiến đấu, các cơ quan tùy theo đặc điểm của trận đánh mà cử phái viên xuống tham gia, sau đó trở về trung đoàn điều chỉnh cách thức tham mưu hoạt động, sao cho sát hợp với thực tế. Về cách đánh, hội nghị thông qua những nội dung tôi đã trao đổi thống nhất với anh Thi và các anh trong ban chỉ huy trung đoàn, mạnh dạn tổ chức lực lượng luồn sâu, bao vây răng lưới, sau đó sử dụng lực lượng chính diện đánh rung trà, dồn địch đến khu vực phục kích sẵn để tiêu diệt. Hội nghị cũng đề ra các biện pháp nhằm chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đơn vị, kiện toàn đội ngũ cán bộ các đơn vị chiến đấu, quản lý kỷ luật, kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng của cán bộ chiến sĩ, thực hiện khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh. Sau hội nghị Đảng ủy Trung đoàn mở rộng, Phó Trung đoàn trưởng Chính trị Trần Xuân Hồng soạn thảo văn bản kêu gọi mọi cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên trong trung đoàn nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Vấn đề của tôi lúc đó là làm sao nắm được địch. Phòng quân báo mặt trận nắm tình hình địch rất chính xác, có kết hợp tin trinh sát kỹ thuật với tin điệp báo. Nhưng khi tin chuyển xuống trung đoàn, anh em đến nơi thì địch đã đi mất rồi. Tôi nghĩ cách đưa ngay một tổ vô tuyến điện lên cắm chốt tại phòng quân báo mặt trận. Khi có tin về địch liên quan đến địa bàn hoạt động của Trung đoàn 6 thì báo cho tôi ngay. Mặt khác, tôi tìm cách lấy tin trong dân, xây dựng cơ sở trong dân để khi có địch, họ báo cho Trung đoàn biết. Tính tôi thích nuôi gà chọi, tại sở chỉ huy Trung đoàn tôi nuôi một số con. Gần đó, ở Phum Don Sova, có ông V chuyên mổ heo bán cho dân trong khu vực trung đoàn đóng quân. Cứ 3 ngày ông mổ một con đem vào bán. Nhà của ông to cao rộng rãi, nhiều cán bộ của ta đến công tác ngủ luôn tại đó. Cán bộ Pol Pot cũng đến thường ở lại. Tôi nhớ năm 1984 khi còn làm ở phòng quân báo mặt trận, đài kỹ thuật của ta thu được điện của sư đoàn trưởng sư đoàn 912 Pol Pot gửi sư đoàn phó Têm, nhờ Têm đến nhà ông V lấy cái anten do sư đoàn trưởng về ngủ lại để quên trên mái nhà. Ông V khoái chơi gà chọi, thỉnh thoảng ông gửi tặng tôi vài miếng thịt tim gan heo. Một hôm, bà vợ ông sang nói với tôi, nhà tôi thích gà chọi của ông lắm. Tôi biết ông tặng tôi thịt heo là muốn gà chọi rồi, tôi nói với bà. Nếu muốn lấy gà trống lớn thì tôi cho một con, còn lấy gà đẻ thì đợi bầy sau lớn lên một chút, tôi sẽ cho một cặp cả trống cả mái về nuôi. Bà vợ về nói lại với ông chồng, ông này sang gặp tôi,
Thôi, để lấy cả gà trống gà mái. Từ đó thỉnh thoảng tôi qua nhà ông chơi. Một hôm, lựa lúc thuận tiện, tôi hỏi. Ông nói thật đi, tôi không bao giờ cho là ông làm tay sai cho địch. Nhưng mà ông có hay gặp địch không? Gặp, ông Vê đáp. Tôi liền nói, tôi biết là ông có gặp, kể cả chuyện sư đoàn trưởng sư đoàn 912 nhờ sư đoàn phó têm đến nhà ông lấy cái anten để quên trên mái nhà, thậm chí chúng còn xui ông nắm tình hình bộ đội cách mạng. Ông Vê nghe xong thì thay đổi sắc mặt. Tôi tiếp. Nhưng mà thôi, tôi không để bụng những chuyện vừa kể. Giờ chỉ yêu cầu ông một việc là nếu thấy chúng nó về, ông báo giùm tôi có bao nhiêu đứa, mặc quần áo gì, đồ mới hay cũ, ba lô đầy hay vơi, đi theo hướng nào. Thế thôi. Từ đó, ông Vê báo cáo cho tôi đầy đủ tình hình đi lại của địch. Đặc biệt, lính Pol Pot và Srejka, ông báo rất chính xác. Còn lực lượng phái hoàng gia Molinaka, ông không báo, hoặc có báo thì thường không chính xác. Khi ông nói quần áo là tôi biết lính nào, ba lô đầy là ở biên giới về, vơi là từ trong nội địa ra, nói đi về hướng nào là tôi biết địch đang làm gì. Qua nguồn tin này tôi nắm địch khá chắc. Tôi tặng cho ông cùng một số cán bộ ở các phun xã khác khá nhiều gà chọi. Để khích lệ tinh thần chiến đấu của đơn vị, tôi bàn với anh Hồng phát động phong trào thi đua diệt địch, có thưởng phép, thưởng vật chất. Cụ thể, nếu cán bộ chiến sĩ nào diệt được 3 tên địch, thu 3 khẩu súng trở lên trong một trận, thì sẽ được thưởng phép. Đồng thời, được chỉ huy trung đoàn gửi thư thông báo thành tích về địa phương và gia đình. Tôi còn đề nghị anh Hồng soạn thư gửi địa phương có chiến sĩ được thưởng phép. Nội dung thư: kính gửi Ủy ban Nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn A đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Trong trận đánh, ngày đã dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt A tên địch, thu B khẩu súng, được đơn vị thưởng phép. Đề nghị địa phương và gia đình có hình thức tuyên dương động viên đồng chí, nghỉ phép xong trở về đơn vị đúng kỳ hạn. Anh em nghỉ phép, được tôi đề nghị cho đi máy bay quân sự. Tất cả đều vui và trả phép đúng quy định, không trễ hạn như trước. Việc báo cáo thành tích để được thưởng phép có một câu chuyện vui. Từ khi có quy định thưởng phép, anh em rất tích cực diệt địch và báo cáo kết quả lên trung đoàn. Một hôm, tôi xuống tiểu đoàn 7, sở chỉ huy tiểu đoàn đóng gần bầu Củ Ấu ở phía tây biển Hồ. Bầu có nhiều cá, tôi vác theo khẩu súng bắn tỉa do các anh ở phòng quân khí mặt trận tặng. Đang đi thì thấy có mấy tên địch ở bên kia bầu. Nơi chúng tôi đứng chỉ cách khoảng 400 mét, tôi nói, để tao bắn. Anh em hỏi, súng của thủ trưởng đã chỉnh chưa? Chỉnh rồi, tôi tự tin. Phó tham mưu trưởng trung đoàn Bùi Mạnh Ái đi bên cạnh đề nghị. Sợ vác đi rồi súng bắn không chính xác, thủ trưởng để em bắn cho. Tôi không chịu, lấy thế giương súng bắn. Không hiểu sao lại không trúng, đạn cày trước mặt. Tên địch vứt súng bỏ chạy. Cả mấy tên cùng chạy theo về hướng đông, gặp đại đội 3 của tiểu đoàn, có phó tiểu đoàn trưởng chính trị Trần Xuân Thiết đi cùng, đang phục ở đó. Đại đội 3 diệt được 2 tên, thu 3 súng. Hôm sau, Thiết báo với tôi là đại đội 3 diệt được 3 tên địch, thu 3 súng. Tôi chưa tin. Không được đốt xác, để tôi xuống kiểm tra. Tôi xuống, thấy đúng có 2 tên địch nằm chết tại chỗ. Bên cạnh có một vũng máu lớn, nhưng không thấy xác. Tôi hỏi, xác đâu? Thiết gãi đầu. Thủ trưởng biết, cỡ máu này thì làm sao mà nó còn sống được. Bọn em lại thu được súng của nó nữa, nên mới tính là diệt 3 tên. Tôi cười. Vậy chỉ được 2,5 thôi. Cái tên Thiết 2,5 được mọi người gọi vui mãi đến sau này. Ngoài thưởng phép, phong trào thi đua còn thưởng vật chất. Trung đoàn không có tiền, vật chất ở đây là chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm ngoài tài liệu, vũ khí trang bị là lương thực thực phẩm và hàng hóa địch đưa từ Thái Lan về để đổi lương thực thực phẩm.
Vấn đề chiến lợi phẩm, nếu không có quy định rõ ràng, không công bằng sẽ gây nhiều chuyện. Hoặc có thu được nhưng không nộp cho đơn vị, hoặc để lại dư luận xì xào thế này thế khác, không hay. Tôi bàn với các anh trong ban chỉ huy ra quy định. Ngoài vũ khí, trang bị, tài liệu, chiến lợi phẩm trung đoàn không thu, tất cả là của chung vì ai cũng có công. Tổng số thu được sẽ chia làm 5 phần. Người trực tiếp thu được 1 phần. Anh em hy sinh thương binh trong trận đó được 1 phần. Còn 3 phần thì trung đội 1 phần, đại đội 1 phần, tiểu đoàn 1 phần. Chủ yếu để bổ sung vào bữa ăn cho đơn vị. Làm như vậy, người thu không phải giấu giếm gì cả. Các loại máy thông tin hay camera thu được của địch còn sử dụng được. Tôi giao cho anh Hồng mang lên phòng quân báo mặt trận để đổi. Nếu là máy lớn thì phòng đổi cho một máy radio cassette. Máy nhỏ đổi cho một radio loại Viettronic 2 pin. Phòng quân báo đồng ý đổi. Chúng tôi đem cấp cho các đại đội nghe tin tức, nghe ca nhạc, thay cho loại Orion tông cũ. Tôi làm những việc này rất công minh, dân chủ và thiết thực. Không còn tình trạng vi phạm kỷ luật trong việc thu giấu chiến lợi phẩm nữa. Sau khi tìm mọi biện pháp nâng cao sức chiến đấu của đơn vị, chúng tôi tập trung củng cố về công tác hậu cần, nâng cao đời sống của đơn vị. Khi tôi về nhận nhiệm vụ, Trung đoàn 6 không có một đồng quỹ nào. Một hôm, có anh bí thư tỉnh ủy Xiêm Riệp tên là Nâu Som đến thăm đơn vị. Anh ngỏ ý muốn có bộ đội Việt Nam làm công tác bảo vệ những người dân đánh bắt cá ở khu vực biển Hồ. Vì họ thường bị quân Pol Pot quấy nhiễu, lấy tiền, lấy cá. Tôi báo cáo Thủ trưởng đoàn 7705 về đề nghị của bạn. Thủ trưởng đoàn cho phép Trung đoàn tổ chức một bộ phận làm công tác bảo vệ dân kết hợp nắm tình hình địch. Tôi về bàn với các anh trong ban chỉ huy thành lập một đội làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân đánh bắt cá tại biển Hồ. Anh Hồng chỉ đạo chọn những cán bộ chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật nhưng sức khỏe yếu hơn tham gia đội này. Nhiệm vụ của đội là không cho địch đến bắt dân nộp thuế, bắt lính. Có sự bảo vệ của bộ đội Việt Nam, quân Pol Pot không dám mò đến quấy nhiễu như trước. Ngư dân biển Hồ yên tâm sản xuất. Những hôm đánh bắt được nhiều cá, còn trích một phần cho đơn vị. Có nguồn cá này, Trung đoàn 6 giảm bớt một phần khó khăn về thực phẩm và còn có một chút kinh phí để mua bò, mua heo giống về nuôi, mua dụng cụ thể thao, đàn sáo, phục vụ hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của bộ đội. Cùng với tập trung nâng cao sức chiến đấu của Trung đoàn, tôi bàn với các anh trong ban chỉ huy cần phải nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của quân đội và kỷ luật dân vận quốc tế trong đơn vị. Mở đầu là việc chấp hành nghiêm chỉ thị cấm uống rượu của tư lệnh mặt trận. Trước hết là tôi và ban chỉ huy trung đoàn phải gương mẫu thực hiện. Dù hàng ngày phải tiếp khách là cán bộ của bạn, nhưng tôi cương quyết không tiếp rượu. Một số cán bộ tiểu đoàn lúc đầu chấp hành chưa nghiêm, tôi phát hiện còn uống rượu, đưa ra phê bình thẳng thắn trước hội nghị giao ban trung đoàn. Từ đó cán bộ trung đoàn ai cũng chấp hành nghiêm. Sự gương mẫu của ban chỉ huy trung đoàn, của chỉ huy tiểu đoàn dần lan ra các đơn vị. Cuối năm 1987, Trung đoàn 6 được đánh giá là đơn vị chấp hành chỉ thị cấm rượu đứng đầu mặt trận 479. Sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ huy và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được nâng lên. Việc tổ chức học tập huấn luyện của đơn vị chặt chẽ, sinh hoạt của bộ đội thực hiện theo các chế độ tương đối nề nếp và đặc biệt phong trào thi đua có gắn khen thưởng tinh thần và vật chất đã phát huy tinh thần chiến đấu, ý thức trách nhiệm xây dựng đơn vị của mọi cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 1987, Trung đoàn 6 đã tổ chức hơn 10 lần phục kích kết hợp truy quét, diệt nhiều tên địch, thu vũ khí và trang bị của quân Pol Pot. 10 cán bộ chiến sĩ được thưởng phép và được trung đoàn gửi thư báo công về địa phương và gia đình. Trong hội nghị quân chính của mặt trận 479,
anh Nguyễn Hồng Phúc, tham mưu phó mặt trận, báo cáo thành tích diệt địch của Trung đoàn 6 trong 6 tháng đầu năm 1987, hiệu suất chiến đấu bằng kết quả diệt địch của 2 sư đoàn rưỡi. Từ giữa năm 1987, cách mạng Campuchia đã có những chuyển biến quan trọng. Thế trận tiến công ở cả nội địa và biên giới được củng cố, lực lượng vũ trang bạn cả chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân có những bước trưởng thành vượt bậc, từng bước vươn lên tự đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ địa bàn. Chủ trương của Bộ Tư lệnh Mặt trận lúc này là đẩy mạnh giúp bạn và cùng bạn liên tục tiến công địch, giữ vững và làm chủ với mức độ vững chắc hơn cả ở biên giới và nội địa, đẩy địch vào thế bị động và không thể phục hồi. Trên địa bàn Trung đoàn 6 hoạt động, các cuộc truy quét tiến công của ta đều có sự phối hợp của lực lượng vũ trang địa phương bạn. Ngày 10 tháng 4, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 phối hợp với dân quân xã Sosodom và xã Riêng truy quét lực lượng địch ẩn náu tại Đông Phun Snowon, diệt 7 tên, thu 6 súng, một bản đồ, một địa bàn, lực lượng ta an toàn. Ngày 20 tháng 4, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 cùng dân quân xã Ta Son bao vây tiêu diệt căn cứ của Trung đoàn 51 ở Đông Bắc Phum Đông Pênh, diệt 26 tên, thu 15 súng các loại. Riêng đại đội 13 của tiểu đoàn 9 phục kích chặn đường rút của địch, diệt 3 tên địch, thu được 5 khẩu súng. Ngày 12 tháng 5, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 phối hợp với dân quân xã Ta Đôn cơ động vây đánh địch hoạt động tại Srekhvao, diệt 25 tên, thu 12 khẩu súng. Ngày 26 tháng 5, lực lượng truy quét của trung đoàn cùng dân quân xã Ta Su tiến công địch tại Tây Srekhvao, diệt 12 tên địch, thu 10 khẩu súng, 3 chân đế súng cối 60, một địa bàn. Tiếp sau đó, từ mùng 6 đến mùng 10 năm 1987, trung đoàn đã thực hiện 4 trận bao vây tiến công địch đều thành công, đạt hiệu quả chiến đấu cao, đơn vị tổn thất thương vong thấp. Tôi gần như không ở sở chỉ huy trung đoàn mà xuống cùng các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Một lần, tôi cùng tiểu đoàn 9 đi truy quét ở Varin. Cùng đi có các anh bí thư, chủ tịch và huyện đội trưởng huyện Varin. Đêm, chúng tôi cơ động theo đội hình tác chiến đã luyện tập, không theo đường mà cắt rừng đi hai bên. Gần sáng, khi đơn vị cơ động đến Tây Nam Varin thì bất ngờ đụng một toán đang nằm ngủ không có người gác. Giật mình tỉnh dậy, chúng hỏi tôi, đơn vị nào? Anh em nhận ra ngay là lính Pol Pot, liền nổ súng. Bọn địch hoảng loạn tháo chạy. Một tên vác khẩu B-41 cải tiến có đạn, chạy thục mạng vào chỗ chúng tôi, đụng ngay anh bí thư huyện, bị anh ôm chặt. Anh huyện đội trưởng rút quả đạn ra khỏi nòng khẩu B-41 và bắt sống tên này. Tiểu đoàn 9 bung ra lục soát, thu được vài khẩu súng, một số đạn và mấy ba lô lương thực, thực phẩm. Cuối năm 1987, tôi chỉ huy lực lượng tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn của bạn truy quét chặn đánh sư đoàn 912 Pol Pot tại Đôn Em, núi Hồng. Bằng cách phục chặn nhiều tầng, chúng tôi diệt 10 tên, thu 10 chiếc ba lô, trong đó có quần áo Tô Châu của Trung Quốc. Trong trận này, có một tên địch bị bắn trúng sườn lủng cả quần. Hắn cởi chiếc quần Tô Châu vứt lại chạy thoát. Anh em thu chiến lợi phẩm, mang chiếc quần trúng đạn và một chiếc gậy chỉ huy bằng gỗ gõ đỏ. Đầu gậy gắn cái đuôi chồn về cho tôi làm vật chứng. Trở về đơn vị, qua tin cơ sở tôi được biết, trong trận Đôn Em có tên sư đoàn phó, sau đó lên sư đoàn trưởng, sư đoàn 912 bị thương. Tôi giữ chiếc quần và chiếc gậy chỉ huy làm vật kỷ niệm. Trước khi nhận nhiệm vụ về công tác tại sư đoàn 5, tôi tặng lại chiếc gậy chỉ huy cho Thân Hồng Tâm, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn 6. Sau này, Thủ tướng Hun Sen chủ trương chiến lược cùng thắng, xây dựng đất nước Campuchia hòa bình trung lập. Quân đội cách mạng Campuchia và quân đội ba phái Pol Pot, Molikana, Srayka sáp nhập lại thành quân đội Vương quốc Campuchia.
Trong một lần, với tư cách Phó Tư lệnh Quân khu 7, tôi tiếp một đoàn cán bộ quân đội Vương quốc Campuchia. Trong đoàn Campuchia có thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân khu 4 tên là Têm, được giới thiệu nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 912 Pol Pot. Khi nói chuyện với Têm, tôi giới thiệu trước đây từng hoạt động ở Siem Reap và có nhiều lần đụng trận với sư đoàn 912. Têm nhìn kỹ tôi, hỏi: "Ông có chỉ huy trận đánh tại Đôn Em năm 1987 không?" Tôi trả lời có và hỏi lại ông: "Có phải trong trận đó ông bị thương?" Thiếu tướng Têm gật đầu và nói bị thương vào hông. "Vậy chủ nhân của chiếc gậy chỉ huy và quần Tô Châu chiến lợi phẩm năm nào chính là thiếu tướng Têm." Tôi nói với ông ta: "Tôi giữ chiếc quần gabardine đó trong nhiều năm." Chúng tôi kể lại những kỷ niệm trong trận đánh, nói bằng tiếng Khmer vì Têm không biết tiếng Việt. Têm còn nói hồi đó ông biết hết họ tên tính tình của cán bộ chỉ huy của Trung đoàn 6. Biết thôi, chưa gặp mặt. Cũng trong đợt tiếp khách này, đoàn Campuchia có Trung tướng Pen Voi, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 42, quân khu 4, quân đội Hoàng gia. Ông Pen Voi nguyên là sư đoàn trưởng sư đoàn 519 Pol Pot. Tôi nói với ông Pen Voi: "Tôi biết ông khi ông đóng ở Băng Ta Cun, Bắc Điểm Cao 175. Lúc đó tôi công tác ở tiểu đoàn trinh sát 47 và đã trinh sát tại đó." Pen Voi hỏi: "Sau đó ông ở đâu?" Tôi trả lời: "Tôi về sư đoàn 5 làm sư đoàn phó tham mưu trưởng." Bấy giờ Trung tướng Pen Voi mới nói: "Vậy tôi biết ông rồi. Hồi đó đánh nhau, thường hai bên đều biết tên tuổi người chỉ huy đối phương, chỉ chưa giáp mặt." Sau lần gặp đó, Têm và Pen Voi thường gửi lời hỏi thăm tôi và coi tôi rất thân thiết. Trong một lần, cùng đoàn cán bộ quân khu 4 sang thăm Việt Nam, hai ông đưa vợ cùng đi, xin phép đến thăm tôi tại nhà và xin làm em kết nghĩa. Mấy năm sau, ông Têm mất do tai nạn giao thông. Còn với Pen Voi, khi mẹ ông mất, tôi có gửi điện chia buồn. Đến giờ, chúng tôi vẫn còn liên lạc với nhau. Tôi cho rằng chiến lược cùng thắng của Thủ tướng Hun Sen là một chủ trương rất sáng tạo, độc đáo và hiệu quả. Từ đó đến nay, đất nước Campuchia không còn đụng độ vũ trang nữa. Đầu năm 1988, Trung đoàn được giao nhiệm vụ cơ động chiến đấu trên địa bàn huyện Pu Ốc và Angkor Chum, phối hợp cùng lực lượng vũ trang của huyện, dân quân các xã, tổ chức truy quét, phục kích, chặn đánh các tuyến hành lang của địch. Trung đoàn đã thực hiện truy quét cấp trung đoàn thiếu tại địa bàn Pu Ốc, diệt 35 tên, bắt sống 6 tên, thu được 12 khẩu súng. Tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 9, cơ động truy quét liên tục, diệt nhiều địch, thu nhiều vũ khí trang bị tại khu vực Biển Hồ. Một hôm, tôi được mạo tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh 8 báo cáo. Tin của cơ sở cho biết, tại địa bàn xã Srey Khvao, huyện Angkor Chum, có một sĩ quan địch tên là Saruon, thỉnh thoảng lén về thăm tình nhân trong Phum, nơi tiểu đoàn 8 đóng quân. Saruon là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 204 của lực lượng Molinaka. Ban chỉ huy trung đoàn xây dựng kế hoạch vận động Saruon đưa lực lượng về với cách mạng Campuchia. Tôi xin anh Nguyễn Thanh Tâm, trưởng phòng quân báo mặt trận, một số gạo thực phẩm và giao cho ban chỉ huy tiểu đoàn 8 đến tặng gạo thực phẩm cho cô tình nhân của Saruon, kết hợp tuyên truyền để cô tình nhân khuyên Saruon đưa lực lượng trở về. Sau nhiều lần thăm dò, chúng tôi hẹn gặp Saruon để bàn kế hoạch. Địa điểm gặp là tại một ngôi chùa, mỗi bên có 3 người không mang theo súng. Theo hẹn, tôi và Phó Trung đoàn, Tham mưu trưởng Trung đoàn Đỗ Như Thi, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8 Đoàn Tử Mạo đến gặp. Sau khi nghe tôi thuyết phục, hứa giữ bí mật cho họ, Saruon nói để về tiếp tục vận động binh sĩ, xin bộ đội Việt Nam không đánh vào khu vực đơn vị của Saruon trú đóng. Tôi đồng ý. Sau đó, Saruon cùng một số binh sĩ của tiểu đoàn 204 trở thành cơ sở của ta. Những tin mà Saruon cung cấp thường chính xác, giúp trung đoàn 6 rất nhiều.
trong hoạt động truy đánh sư đoàn 912 Pol Pot và các đoàn vận tải của địch từ biên giới vào nội địa. Khi tôi đã về sư đoàn 5, Saruon cùng 3 cán bộ và 30 binh sĩ của tiểu đoàn 204 Maulinaka ra đầu thú trở về với quân đội cách mạng Campuchia. Trung đoàn 6 phối hợp với cán bộ huyện Angkor Chum và công an tỉnh Siem Reap tổ chức tiếp nhận, đưa về trình diện chính quyền cách mạng Campuchia an toàn. Ngày 18 tháng 6 năm 1988, đoàn chuyên gia quân sự 7705 hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn được lệnh giải thể. Trung đoàn 6 được chuyển về trực thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận 479, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giúp bạn tại địa bàn Kra Lanh và cơ động chiến đấu khi có lệnh. Tháng 2 năm 1988, tôi nhận được điện của phòng cán bộ mặt trận 479 về sở chỉ huy nhận nhiệm vụ mới. Thực ra, từ tháng 1 năm 1988, tôi đã nhận được quyết định về sư đoàn bộ binh 5 làm phó sư đoàn trưởng tham mưu trưởng. Quyết định lâm thời do tư lệnh quân khu Nguyễn Minh Châu ký. Đến tháng 8 năm 1988, tôi mới nhận được quyết định chính thức bổ nhiệm chức vụ Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư đoàn 5 do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Văn Thái ký. Tôi nán lại dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trung đoàn rồi bàn giao công việc lại cho trung đoàn phó Đỗ Như Thi. Vài tháng sau, anh Thi được bổ nhiệm giữ chức trung đoàn trưởng. Ban chỉ huy trung đoàn gồm Đỗ Như Thi, trung đoàn trưởng, Trần Xuân Hồng, phó trung đoàn trưởng chính trị, Thân Hồng Tâm, phó trung đoàn trưởng tham mưu trưởng, Trương Tấn Cang, phó trung đoàn trưởng quân sự, Lê Công Bát, phó trung đoàn trưởng hậu cần kỹ thuật. Bàn giao xong, tôi xuống các tiểu đoàn chia tay anh em. Mới đó đã gần một năm rưỡi trôi qua. Thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để tôi thực hiện những điều đã hứa trước Bộ Tư lệnh Mặt trận khi xin rời phòng quân báo về đơn vị chiến đấu. Ban chỉ huy trung đoàn và các tiểu đoàn bất ngờ khi tôi thông báo được điều động đến đơn vị mới. Nhiều anh em tặng quà cho tôi, người thì miếng vải may quần, người thì cây thuốc. Riêng ban chỉ huy trung đoàn tặng chiếc máy cassette loại một băng để tôi nghe tin tức và ca cổ khi rảnh rỗi. Trong lễ trao quyết định, đại diện sư đoàn 5 có anh Lê Thành Tâm, Năm Tâm, phó sư đoàn trưởng chính trị. Anh mang theo chiếc Jin 130 và tổ vệ binh lên đón tôi về sư đoàn. Tối hôm đó, phòng quân báo làm việc liên hoan, có cả các anh trong Bộ Tư lệnh Mặt trận cùng dự. Ngày hôm sau, tôi theo anh Năm Tâm về sư đoàn 5. Chặng đường từ mặt trận đến sư đoàn dài khoảng hơn 70 cây số. Đi từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều thì tới nơi. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.